Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện rất mới mà chúng tôi vừa có được tác quyền của nó. Bộ truyện có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng của tác giả đã rất quen thuộc trên kênh, tác giả Phạm Kiều Trang. Mà trước đó thì cô cũng đã có rất là nhiều bộ truyện kết hợp với kênh Chị Dậu rồi. Và hôm nay thì mời quý vị và các bạn đến ngay với bộ truyện rất mới này của cô. Và quý vị đừng quên là Hồng Nhung hiện nay đã có fanpage ở trên Facebook, đó là tên là Chị Dậu. Và quý vị có thể theo dõi Hồng Nhung cũng như là cập nhật những thông tin sớm nhất về những bộ truyện mà chúng tôi phát sóng ở trên đó bằng cách follow Facebook fanpage Chị Dậu để có thể cập nhật được những bộ truyện sớm nhất, được những thông tin xung quanh những bộ truyện đó. Và những bộ truyện mà quý vị yêu thích thì sẽ được chúng tôi tham khảo, chất lọc ý kiến để có thể thu audio gửi đến cho quý vị, cũng như là có thể cho quý vị theo dõi được cái đời sống xung quanh của Hồng Nhung mỗi ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với tập 1 của Yêu Người Không Phải Chồng, tác giả nữ Phạm Kiều Trang và được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Rất lâu rồi tôi không quay lại Hà Nội. Thời tiết tháng 2 đây vẫn lạnh cắt da cắt thịt, dường như cũng không khác giá bút trên đất Mỹ là mấy. Thế nhưng cái không khí ở quê hương trong lòng tôi xưa nay vẫn luôn không có phương trời nào có thể so sánh được. Về Việt Nam vẫn cứ thấy bồi hồi nhiều hơn, xúc động nhiều hơn, và đặc biệt khiến tôi nhớ đến những chuyện đã qua nhiều hơn. Đã 4 năm rồi, kỷ niệm cũng đã trôi qua lâu lắm rồi. Về Việt Nam được 2 ngày thì chồng tôi bảo có một người bạn cũ mời chúng tôi đi ăn cơm. Ban đầu tôi không muốn đi, nhưng nghĩ dù sao bây giờ cũng đã chuyển hẳn về đây ở, giao lưu gặp gỡ để kết giao thêm bạn bè cũng tốt. Thế là cuối cùng vẫn quyết định cùng chồng đến đó. Chúng tôi tới một khách sạn gần như là lớn nhất ở quận Hai Bà Trưng, gọi một cái bàn ăn đầy ắp ra, ăn uống chúc tụng linh đình. Anh Hải, bạn chồng của tôi, cứ nâng hết ly này đến ly khác, khoác vai chồng tôi và bảo: Ngân nhá, sướng nhất em đấy. Việt Kiều đi 4 năm về nước mà vẫn cứ trẻ đẹp thế này thì bảo sao mà Dương đại gia cứ mê mệt mãi thôi. Việt Kiều thì tôi không nhận, đại gia cũng không nhận, nhưng mà trẻ đẹp thì em nhận luôn nhá. Em biết anh trêu em, nhưng mà em vẫn giả vờ đấy. Trêu cái gì mà trêu, thật mà. Bọn anh ai mà chẳng biết thằng Dương nó theo đuổi em từ hồi cấp 3. Anh kể cho em nghe, trước lúc nó chưa cưới em ấy, lần nào nó buồn vì chuyện của em lại lôi anh ra uống rượu đến say bò ra mới chịu tha cho anh. Bây giờ thì toàn nguyện rồi nhá, theo đuổi bao nhiêu năm cuối cùng cũng lấy được người đẹp, Dương nhờ. Chồng tôi uống nhiều nên cũng ngà ngà rồi. Nhắc đến chuyện cũ, Dương có vẻ không vui nhưng cũng không thể hiện ra mặt, mà anh chỉ nói: Gớm, mày thì chẳng thấy à? Vợ đẹp con khôn, tiền tiêu cứ như rác ấy. Tao làm sao mà bằng mày được? Gì mà bằng với không bằng. Bây giờ tao về rồi, thỉnh thoảng đi đâu chơi nhớ gọi tao đấy. Yên tâm, ngồi xuống đi. Anh em mình uống từ từ chờ ông anh tao một tí. Bảo đến mà mãi vẫn chưa thấy đâu. Ông anh nào thế, tao có quen không? Không, tao mới quen ông này từ sau khi mày đi Mỹ thôi. Ông ấy là chủ cái khách sạn này nè, tính cách được lắm, chơi với ông ấy thoải mái ra phết đấy. Tí đến mày với ông ấy làm quen đi, biết đâu sau lại nhập hội. Anh Hải vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Tôi cũng đã quen với mấy cái kiểu tiệc tùng xã giao này rồi, nên không để ý lắm, cứ nghĩ là bạn mới đến thế thôi. Nhưng mà hình như ông trời rất biết cách trêu người thì phải. Cuối cùng bước vào phòng không phải ai xa lạ, mà lại là một người mà tôi không thể ngờ được nhất. Một người với tôi 4 năm trước đã từng là cố nhân. Giọng nói quen thuộc của anh ta vang lên ngoài cửa: Chờ lâu chưa? Bận quá giờ mới xong việc đây. Nghe âm thanh này, sắc mặt tôi trong thoáng chốc cứng nhắc, vô thức ngẩng đầu lên như một thói quen. Khi đó ánh mắt của anh cũng vô tình lướt qua tôi rồi chợt sững lại. Anh chỉ lạnh lùng nhìn tôi đúng 2 giây rồi quay đi. Tôi vội vàng cụp mắt, liếc sang nhìn chồng cũng thấy vẻ mặt Dương bỗng nhiên lạnh xuống. Anh Hải vẫn niềm nở như không hề biết gì, đứng dậy bắt tay như gặp được khách quý. Gớm, ông chủ bận quá cơ, hẹn gặp mà như là hẹn tổng thống ấy. Lại đây ngồi uống anh em mấy chén đi,
Mấy khi mới có dịp vợ chồng bạn em từ Mỹ về, khách sạn cho anh VIP nhất ở đây, nên em mới dẫn đến chiêm ngưỡng đấy. VIP cái gì? Mọi người đến là vui rồi. Đây là bạn của chú đấy à? Vâng, giới thiệu với anh, đây là Dương, bạn học cấp 3 cùng với em. Giờ nó đang làm xuất nhập khẩu, vừa về Việt Nam, định mở công ty may mặc xuất khẩu đấy. Còn đây là vợ của cậu ấy, em Ngân. Hai vợ chồng nó trước kia cũng ở Hà Nội, mà sang Mỹ mấy năm nay rồi, vừa về nước hôm kia. Tôi không nghĩ là sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa ba người chúng tôi còn có thể chào hỏi nhau, chứ đừng nói là sẽ ngồi chung một mâm cơm. Thế mà cuối cùng, người đàn ông kia lại im lặng và suy nghĩ một lát. Lúc sau lịch sự đưa tay về phía chồng tôi và gật đầu. Chào, tôi là bạn của Hải. Chồng tôi cũng chần chừ một lúc rồi mới giơ tay lên bắt tay Vĩ. Tôi để ý thấy hai người họ không phải là bắt tay, mà là siết tay nhau mới đúng. Gân trên mu bàn tay hằn lên rõ ràng. Hai người họ như thế mà anh Hải đứng bên cạnh còn cười. Nãy kể với Dương cả Ngân rồi đấy. Đây là ông chủ khách sạn này này, tên là Vĩ. Chồng tôi cũng gật đầu. Chào. Nào nào, ngồi xuống rót rượu đi. Chờ mãi. Đứng bắt tay nhau thế này mỏi bây giờ. Cứ ngồi đây, vào ba ra bảy, hết bảy chén là quen thân ngay mà. Nghe anh Thải nói như thế, hai người họ mới chịu buông tay ra. Tôi mới thấy lòng mình nhẹ đi được một chút. Có người lạ ở đây nên chúng tôi không thể tỏ ra như trước đây đã từng quen biết được. Cả tôi, chồng tôi và Vĩ đều giả vờ như là những người lần đầu gặp nhau. Không ai đả động gì đến đối phương, mà hầu như chỉ toàn anh Hải nói chuyện. Anh Hải bảo với vợ chồng tôi, Dương với cả Ngân có thời gian thì thỉnh thoảng đến đây chơi. Khách sạn này cái gì cũng có. Dưới tầng hầm có cả ba nữa. Tụ điểm ăn chơi giống như là Đai U ngày xưa ấy, mà ở đây á ngon hơn nhiều. Một anh nữa hùa theo. Dương với Ngân ý, biết sao đây đông như thế không? Mà hầu như chỉ toàn các em trẻ đẹp nhá. Tại vì ông chủ ở đây chưa vợ nên gái nó mới xếp hàng đến nườm nượp đấy. Đẹp trai mà không chịu lấy vợ, khác gì mỡ treo miệng mèo nhỉ. Chiến thuật câu khách của anh Vĩ cả đấy. Mấy người trong phòng lại phá lên cười. Vĩ cũng cười. Anh cầm cốc rượu lên và bảo, không lấy được vợ đấy chứ. Thôi, anh mà không lấy được vợ chắc đàn ông trên đời này ế hết à. Có mà không nỡ vì một bông hoa mà bỏ cả rừng hoa thì có. Nói chung là anh Vĩ cũng đã tính toán cả rồi. Phải hưởng thụ hết gái đẹp trên đời rồi mới nghỉ cơ. Mà để nói về cái độ đẹp trai ở đây thì chỉ có anh Dương mới đọ được với anh Vĩ thôi nhá. Mỗi tội anh Dương thì lấy được người đẹp như em Ngân thì bỏ cuộc chơi giữa chừng là đúng rồi. Chỉ có bọn em là chơi không được nghỉ là không xong thôi. Mặt tôi càng lúc càng nóng. Mà chồng ở bên cạnh bình thường đã ít nói, giờ bị trêu thế là càng không hé miệng nói câu gì cả. Mọi người trong phòng cứ cười cười nói mà không ai phát hiện ra được thái độ khác lạ của cả ba chúng tôi. Mãi sau tự nhiên Vĩ nói, mọi người đến đây thì là người nhà cả, cứ ăn uống thoải mái nhé. Tôi còn bận một ít việc, đến chúc mọi người mấy ly thôi. Giờ lại phải đi giải quyết nốt việc đây. Anh mới đến chưa được 5 phút đã vội đi rồi. Mới uống có mấy chén mà. Trên phòng nghỉ của khách có việc, giờ phải qua đó xử lý. Mọi người cứ nói chuyện đi nhé. Hôm sau có dịp đến đây tôi sẽ mời cơm. Thế thì cứ uống thêm một ly nữa rồi hãy đi. Chào cả mâm đi đã chứ. Mấy khi mới có dịp gặp ông chủ mà ông chủ lại bận quá. Tôi bận mà, anh em thông cảm. Lần sau đến ngồi sẽ ngồi lâu hơn. Rồi rồi, biết là làm ông chủ thì là rất bận rồi. Nhưng mà cứ phải phạt 3 chén mới cho ra khỏi đây. Ok, 3 chén thì 3 chén. Uống xong thêm 3 ly nữa, Vĩ đứng dậy đi ra ngoài. Anh Hải nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn mới bảo với vợ chồng tôi, ông này á, trước cũng có tiếng lắm đấy, dân xã hội. Giờ có cái khách sạn to nên việc nhiều lắm. Sắp đến á, uống vài ngày mình vài chén ý, là quý lắm rồi. Thôi kệ ông ấy, mấy ngày mình cứ uống đi. Hôm đó chồng tôi uống rất nhiều nên khi về đến nhà là đã say lắm rồi. Tôi vật vã mãi mới dìu được anh nằm xuống giường. Định về phòng đi ngủ luôn nhưng mà không hiểu sao khi nhìn chồng nằm co ro một mình trên chiếc giường vừa to vừa rộng kia, tôi lại mủi lòng. Cuối cùng đành quay lại nới lỏng cổ áo cho anh dễ ngủ. Tôi mới cởi được đến cúc áo thứ ba thì đột nhiên anh bắt lấy tay tôi, không mở mắt ra và chỉ lành nhàn nói, không thích thì đừng có làm.
Uống rượu xanh mà ăn mặc thế này dễ bị toát mồ hôi. Sao nó ngấm ngược lại thì lại cảm lạnh đấy. Cô tốt bụng như thế từ bao giờ đấy? Tôi giang tay về, lồm cồm đứng dậy rồi đáp. Tôi không hơi đâu mà tốt bụng với anh. Tôi sợ anh cảm chết ấy, thì bố tôi không có tiền để chạy máy thở. Công ty không có ai quản lý. À quên, tôi lại còn mang cái tiếng quá chồng. Thế không phải là lúc nào cô cũng muốn ly dị tôi à? Quá chồng thì cô tự do quá rồi còn gì. Quá chồng cô càng dễ quay lại với người yêu cũ. Nhắc đến ba chữ người yêu cũ, lồng ngực của tôi bỗng nhiên lại thấy nhầm nhầm đau. Lẽ ra tôi và Vĩ không nên chia tay. Tôi cũng không phải nhắm mắt đưa chân kết hôn với một người mà mình không yêu. Nhưng mà duyên phận là thế, số kiếp là như vậy. Quá nhiều chuyện xảy ra buộc tôi phải lấy Dương. Để rồi bây giờ vợ chồng tôi sống chung một nhà mà như kẻ thù thế này. Trước đây tôi không ghét chồng, nhưng anh là người gián tiếp khiến tôi trở nên như vậy. Thế nên bao nhiêu bực dọc hận thù trong lòng tôi 4 năm qua đều trút hết lên anh. Không, tôi muốn tự do nhưng tôi không muốn quá chồng. Tôi muốn anh chứng kiến tôi tự do. Anh phải nhìn tôi muốn yêu ai thì yêu, muốn lấy ai thì lấy, hiểu không? Thế nên ấy, anh đừng có chết vội làm cái gì. Cô đừng có mà mơ. Tôi mơ á? Tôi không mơ đâu. Tôi chịu 4 năm rồi. Có chịu thêm 10 năm nữa thì tôi vẫn ly dị với anh thôi. Anh cứ chờ đấy, kiểu gì tôi cũng sẽ ly dị với anh. Chồng tôi đột ngột bật dậy, hai mắt đỏ ngầu. Dương tóm lấy cổ tay tôi dấn mạnh xuống giường, lồng lên như một con thú bị thương. Anh gào rất to. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mơ. Buông tôi ra, đồ thần kinh. Kiểu gì tôi cũng sẽ ly dị anh. Buông tôi ra. Người chồng tôi nồng nặc mùi rượu. Lúc nãy ngồi kế bên tôi cũng thấy rõ ràng, cả buổi Dương chỉ uống rượu chứ không hề đụng đũa gắp món gì cả. Anh có vẻ là say lắm rồi, nhưng sức lực của người say vẫn có hơn sức lực của một con đàn bà như tôi. Dương dùng chân đè chặt người tôi, tay anh giữ chặt lấy hai tay tôi và kéo qua đỉnh đầu. Anh hôn tôi thô lỗ và điên cuồng. Tôi chống cự thế nào cũng không được, chỉ có thể kêu lên câu được câu mất. Bỏ tôi ra, tránh tôi ra, buông ra. Cái đồ điên này, bỏ ra. Nếu nói 4 năm nay chúng tôi kết hôn, chúng tôi chưa bao giờ ngủ chung một giường, cũng chưa từng quan hệ nổi một lần, chắc là sẽ không có ai tin. Nhưng đối với vợ chồng tôi, đó lại là sự thật. Tôi ôm một bụng ấm ức và hận thù, nên cự tuyệt đến cùng, không cho chồng đụng vào người. Mà Dương thì cũng chẳng có hứng thú ép buộc tôi. Thế nhưng đêm nay sau khi gặp lại Vĩ, có lẽ mọi thứ đã khác rồi. Chồng tôi say, nhưng trong cơn say ấy còn có cả ghen tuông tột cùng, và bản tính muốn sở hữu thứ người khác không có được trỗi dậy. Từng lớp vải trên người tôi rách tơi tả dưới bàn tay chồng. Anh xé đến khi không còn một thứ nào để xé nữa, thì khắp người tôi đã dày đặc những dấu hôn xanh đỏ của anh. Trước lúc Dương kéo hai chân tôi ra, thì tôi đột nhiên cắn mảnh đầu lưỡi của anh. Một dòng máu ấm mặn ngay lập tức chảy tràn ra trong khoang miệng. Có lẽ bị đau và bất ngờ, nên chồng tôi bỗng dưng khựng lại, vội vàng ngẩng lên nhìn tôi không nói nên lời. Tôi lạnh lùng giơ tay táng cho anh một cái tát xây sẩm mặt mày. Sau đó cầm mặt dây chuyền hình thánh giá trên cổ, dí mạnh đầu kim loại sắc nhọn vào đúng động mạch cổ của mình và gào lên. Một là anh buông tôi ra, hai là ngày mai người quá không phải là tôi đâu, người quá vào là anh đấy. Trong bóng tối, đôi mắt đen của chồng tôi mỗi lúc một lạnh xuống, lạnh đến mức tôi phải lấy chột dạ. Dương im lặng một lúc rồi đột nhiên phá lên cười. Mấy năm rồi không nghĩ được ra trò khác à? Lần nào cũng dọa tự tử không thấy chán à? Sống với anh mấy năm nay, anh thấy tôi giống người sống không? Tôi không giác khác gì một cái người chết rồi. Anh không thấy à? Cô chết thì sao? Cô bán thân cô để gia đình cô được sống cơ mà. Sao bây giờ cô lại đòi chết thế? Không cần tiền cho bố cô chạy máy thở nhân tạo nữa à? Không cần tiền cho gia đình cô, cho em cô học tiếp thạc sĩ à? Không cần công ty của gia đình cô nữa à? Chết là hết. Chết rồi thì chẳng còn phải sống vì ai cả. Tôi cần tiền, nhưng đừng có đụng vào tôi. Anh muốn tôi ở nhà làm con chó của anh cũng được, hầu anh như thế nào cũng được, nhưng anh đừng có đụng vào tôi. Tôi mà chết đi thì anh phí tiền mấy năm nay nuôi nhà tôi đấy.
Nếu không muốn mất tất cả, cả chì lẫn chài thì buông ra. Tôi nghe tiếng chồng tôi hít mạnh vào một hơi, giống như đang cực lực đè thứ gì xuống. Lúc sau đột nhiên Dương ngồi thẳng dậy nhìn tôi cười nhạt. Chung quy lại, cũng chỉ vì muốn giữ thân cho người yêu cũ, không phải việc của anh. Cô là vợ tôi. Cô nói cho tôi nghe, thế nào mới là việc của tôi? Việc gì mới là việc của tôi? Tôi là vợ anh. Anh nhớ lại xem tại sao tôi là vợ anh. Anh không ép nhà tôi, không ép bố tôi đến mức sống dở chết dở thế này, thì tôi có làm vợ anh không? Đời tôi nản nghiệp nên tôi mới dính phải anh. Anh là nghiệp đấy, anh hiểu chưa? Còn lâu tôi mới làm vợ anh, tôi thủ anh còn không hết. Còn lâu tôi mới muốn cưới anh. Anh nghe rõ chưa? Cô thù tôi thoải mái, nhưng mà mong cô cũng nhớ kỹ một chuyện. Cô có chết ý, thì cô cũng đừng có mơ ly dị được với tôi. Đừng có mơ. Anh ta giống to lên như một con thú bị thương, sau đó hầm hầm đứng dậy nhặt quần áo rồi bỏ ra ngoài. Cửa phòng ngủ lại đóng dầm một tiếng, tiếp theo lại vang lên âm thanh lách cách của ba lớp khóa. Tôi biết chồng là nhốt mình rồi, nhưng lúc đó thật sự không còn tí sức lực nào để kêu gào hay phá cửa. Đêm nay tôi mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thật bình yên thôi. Tôi loạng choạng bò dậy, vào phòng tắm soi gương thấy trên người chi chít dấu hôn của Dương. Dội nước kỳ cỏ thế nào cũng không sạch được. Tôi vẫn nhớ đêm tân hôn của tôi 4 năm trước, chồng tôi cũng uống rượu say như thế này. Tôi sợ Dương đòi quan hệ nên tôi đã chuẩn bị sẵn cả dao lẫn thuốc diệt cỏ. Ngồi ở lan can cửa sổ tầng 3 chờ anh vào rồi nói. Tôi nói cho anh biết nhé, tôi đồng ý lấy anh, nhưng anh đừng có đụng vào người tôi. Anh mà đụng vào người tôi, tôi chết cho anh xem. Chồng tôi không đáp lời, chỉ cười nhạt. Vào ngủ đi. Ngủ riêng phòng. Anh đi đâu ngủ thì ngủ, hoặc anh ngủ ở đây, tôi đi phòng khác. Em sợ tôi đụng vào em như thế, sao em còn đồng ý lấy tôi? Anh tự hỏi lại anh xem, anh làm gì mà tôi phải lấy anh? À, tôi nhắc lại một lần nữa, đừng có đụng vào tôi. Gì tôi cũng dám làm đấy. Vào ngủ đi, tôi không đụng vào em đâu mà lo. 4 năm rồi, hôm nay suýt nữa thì lời hứa đêm tân hôn của anh bị phá vỡ. Cuối cùng thì tôi sai, vì đã quá tin anh ta. Hay là anh ta sai, vì đã nói được mà không làm được. Tôi thở dài, tắm rửa cả tiếng vẫn không hết được mấy vết kia, nên đành đi ra ngoài. Ngồi bệt ở dưới sàn, đầu tựa vào thành giường, đeo tai nghe, rồi bật bài hát Until You của Shaden Watt lên nghe đi nghe lại. Sau đó lại lặng lẽ rơi nước mắt. Hình như đã rất lâu rồi tôi không được khóc. Kể từ lúc ở trên máy bay sang Mỹ, trên độ cao 3 vạn thước Anh, tôi ngồi trong nhà vệ sinh tựa cắn vào tay khóc đến đứt gan đứt ruột một trận. Cho đến 4 năm về sau, tôi đã không còn khóc nữa. Thế mà hôm nay buồn cười thật, tự nhiên nằm không cũng khóc được. 4 năm rồi, 5 tháng quá dài. Tôi tăng volume lên hết cỡ, những âm thanh vang mãi cho đến khi tôi thiếp đi. Từng dòng kỷ niệm theo giấc mơ ùa về trong tâm trí tôi như ngày xưa. Tôi mơ mình được quay lại nhiều năm trước. Khi đó tôi mới chỉ là một con bé sinh viên 20 mấy tuổi. Lần đầu tiên gặp người đàn ông ấy là lần tôi đứng ở bến xe buýt đợi chuyến xe cuối cùng để về nhà. Tôi mải nghịch điện thoại nên không để ý là mình bị người kia đứng bên cạnh móc túi. Đến tận khi phát hiện ra gã kia đã cầm ví của tôi bỏ chạy được một đoạn khá xa rồi. Khi cả trạm chờ đông người, nhưng tôi kêu lên cướp, cướp, cũng chẳng có ai giúp. Chỉ có mình tôi đuổi theo gã kia qua mấy con phố, chạy đến mức thở không ra hơi nữa mà vẫn không kịp. Cuối cùng tôi chỉ biết đứng lên và gào: thằng ăn trộm kia, mày có đứng lại không? Tao nhớ mặt mày rồi, tao báo công an bắt chết cha mày, trả ví của tao đây. Tất nhiên chẳng thằng ăn trộm nào ngu mà đứng lại cả. Gã đó nhỏ con nhưng chạy nhanh còn hơn con chuột, thoát một cái đã sấp mất tăm mất dạng. May sao lúc hắn chạy qua một người đàn ông đang đứng nghe điện thoại thì đột nhiên bị gài chân, ngã sấp mặt xuống đường. Gã ăn trộm định vứt ví lại để thoát thân, nhưng còn chưa kịp bò dậy đã bị giày cao cổ của anh kia đạp xuống,
Chẳng hiểu đạp kiểu gì mà hắn không nhúc nhích được, chỉ có thể khua tay loạn cả lên. Thả ra, trả ví đây, thả ra. Tôi thấy thế thì càng gào to hơn. Ăn trộm mà con đòi thả. Anh ơi đừng có thả nó, nó ăn trộm ví của em đấy. Bắt nó lên đồn công an đi. Thằng này chắc ăn trộm ở bên xe buýt quen mùi rồi. Bắt chết cha nó đi. Người đi đường lúc ấy mới túm tủm lại xem. Có mấy người anh nghe bảo ăn trộm thì chẳng hỏi đến câu thứ hai, đã xông lại đấm cho gã ăn trộm kia một trận nhừ tử. Tôi nhặt lại được ví, đếm tiền trong đó thì không sót một đồng, không mất thứ gì. Nhưng đến khi định cảm ơn thì không thấy người đàn ông đã giúp tôi đâu nữa. Sau này tôi cứ nghĩ Hà Nội rộng như thế, người quen với người quen đụng mặt còn khó, chứ nói gì đến người dưng. Thế mà ông trời dường như chưa muốn kết thúc duyên phận của chúng tôi tại đó. Vài tháng sau chúng tôi gặp lại nhau một lần nữa, rồi dần dần quen và yêu nhau. Tôi thích đi nhà kính. Anh sẽ dẫn tôi đi nhà kính. Tôi muốn ăn kem giữa mùa đông lạnh giá. Anh cũng sẽ tình nguyện dẫn tôi ra bờ hồ mua kem thủy tạ giữa tháng 12 giá buốt. Tôi nói muốn đi đạp vịt nửa đêm. Anh cũng sẽ dẫn tôi trèo tường vào công viên để đạp vịt nửa đêm. Mối tình đầu của tôi ngọt ngào và êm đềm như thế, cho đến khi bố tôi biết chuyện. Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy bố tôi đã giáng cho tôi hai cái bạt tai nổ trong đó mắt. Cái đồ ngu dốt nhà mày. Mày hết trò để làm rồi đấy à? Hết người để yêu rồi sao mà đi yêu cái thằng ngất ơ đầu đường xó chợ thế à? Anh ấy không phải thằng ngất ơ đầu đường xó chợ. Anh ấy có công việc tử tế. Bố đừng nói anh ấy như thế. Công việc tử tế của mày là đi bảo kê cho mấy quán karaoke với quán bar phải không? Đấy là công việc tử tế của mày đấy à? Mày được ăn học đàng hoàng. Nhà mày cũng không phải là vô giáo dục gì cả. Sao mày lại ngu dốt đi yêu một thằng như thế à? Nhưng mà anh ấy tốt ạ. Tôi lại ăn thêm một bạt tai nữa. Nhưng lúc ấy để bảo vệ tình yêu của mình, tôi kiên quyết chống đối bố tôi đến cùng. Con yêu ai đó là quyền lựa chọn của con. Sao bố cứ bắt con phải sống theo ý của bố mẹ thế? Con học trường gì, con chơi với ai, bố mẹ cũng quản lý. Nhà mình giàu nên bố chỉ muốn con quen với người giàu thôi phải không ạ? Đúng đấy. Người ta nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Gia đình mình thế nào thì kết giao với bạn bè như thế. Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Thằng Dương nó hợp với mày như thế sao mày không yêu? Mày đi yêu thằng ớt ơ làm cái gì? Giàu thì liên quan gì đến con? Hợp thì liên quan gì đến con? Cứ nhà anh Dương giàu là con phải yêu anh ấy à? Ít ra mà mày lấy nó, đời mày sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền. Còn mày lấy thằng kia thì đời mày cũng chỉ theo nó đến quán hát thôi con ạ. Nó còn lừa mày làm gái nữa đấy con ạ. Mày có biết gốc gác nó không? Biết bố mẹ nó thế nào không? Có biết nó thế nào không mà mày dám yêu? Người tốt như thằng Dương thì mày không yêu. Anh không lừa con làm gái. Anh ấy tốt lắm. Bố cứ thử gặp anh ấy là biết. Tao không gặp cái loại đấy. Tóm lại, từ giờ tao cấm mày đi giao du với thằng đó. Tao cấm mày ra ngoài đường. Đi học về là phải về thẳng nhà. Để tao mà biết được ấy, mày còn qua lại với nó, tao đánh mày gãy chân ấy. Thế là những ngày sau đó, bố tôi tịch thu điện thoại, không cho tôi đi xe buýt đi học nữa, mà bảo chú lái xe của bố đưa tôi đến trường rồi đón tôi về. Không liên lạc được với Vĩ, cũng chẳng gặp được anh. Tôi giống như một con điên. Ngày nào cũng ngồi trong phòng nhìn xuống đường rồi khóc. Người ta nói Trăng không nhìn thấy luôn là ánh trăng đẹp nhất. Con cá sổng luôn là con cá to nhất. Và người không có được luôn là người khó quên nhất. Những năm ấy tôi tuổi trẻ bồng bột, mối tình đầu đang yêu cháy bỏng mà đột nhiên bị ngăn cấm khiến tôi không cam lòng. Tôi nhớ Vĩ, thậm chí đã có lần trốn bố tôi ra ngoài để gặp anh. Sau đó lại bị bố tôi đánh cho một trận nhừ tử. Tôi ôm lấy chân bố khóc nức nở và tôi nói: Bố ơi, cho con gặp anh Vĩ đi. Bố cho con gặp anh ấy đi, anh ấy tốt mà. Anh ấy làm bảo kê, nhưng anh ấy không phải giang hồ đâu ạ. Bố cho con gặp anh ấy đi. Mày đúng là hết thuốc chữa rồi đấy. Tôi cứ yêu trong ngăn cấm của gia đình như thế, cho đến khi bố tôi càng ngày càng đi sớm về khuya,
Mẹ tôi thì càng ngày càng héo hon. Lần nào mang cơm lên phòng cho tôi cũng thở dài thườn thượt. Có một lần tôi thấy mẹ khóc, tôi mới run rẩy hỏi mẹ. Mẹ ơi, có chuyện gì thế à? Nhà mình dạo này có chuyện gì, sao mẹ lại khóc? Không có gì đâu con, không phải lo đâu. Mẹ nói thật cho con biết đi. Có việc gì mẹ có nói cho con chứ, sao mẹ lại giấu con như thế? Nghe tôi nói đến đây, mẹ tôi không kìm được và hòa lên khóc. Ngân ơi, công ty của nhà mình sắp phá sản rồi, sắp vỡ nợ rồi con ạ. Bố con không biết lấy đâu ra tiền đền bù cho người ta. Mẹ giao bán nhà rồi, nhưng tiền vẫn không đủ. Không trả được tiền thì người ta kiện bố mày ngồi tù mất. Tôi lúc ấy vừa mới tốt nghiệp xong đại học, chưa đi làm, cũng chưa có tích cóp gì cả. Trước khi nhà có tiền thì tôi chỉ quen dùng hàng hiệu, thanh lý đống giày dép túi sách và trang sức của tôi đi, cũng chỉ được một ít tiền thôi, không thấm vào đâu so với số nợ của bố tôi cả. Gia đình suy sụp, người người ùn ùn kéo đến đòi nợ. Bố tôi không chịu được, phát bệnh tim rồi nằm liệt giường. Khi ấy tôi tưởng gia đình mình rồi sẽ chết, không còn đủ sức gồng gánh nữa, rồi ai cũng sẽ chết thôi. Thế nhưng đúng lúc mọi thứ đổ nát nhất thì đột nhiên Dương đến. Anh đưa cho nhà tôi một đống tiền để trả nợ, thanh toán tiền viện phí cho bố tôi. Trong thời gian hiếm hoi mà bố tôi tỉnh táo, bố tôi cầm tay tôi khóc suốt, giọng ông run rẩy đến mức thở không ra hơi nữa. Con phải lấy thằng Dương. Con mà muốn nhà mình sống được, công ty sống được, thì phải lấy thằng Dương. Bố xin con đây. Bố ơi, ngày bố, quên cái thằng kia đi, con phải lấy thằng Dương. Nếu con không đồng ý, bố chết cũng không nhắm mắt được, cả nhà mình cũng không sống được đâu con ơi. Nghe bố đi. Tôi khóc suốt, khóc đến khi hai mắt sưng húp, không mở ra được mới gật đầu. Vâng, bố muốn con lấy ai thì con sẽ lấy người đấy. Bố phải khỏe mạnh để ở với con, với mẹ và cả em Nga nữa. Bố đừng đi bố nhé. Ừ, con gái của tôi. Sau đó tôi quyết định chia tay Vĩ để lấy Dương. Mà việc chồng tôi đồng ý lấy tôi quá nhanh bỗng dưng làm tôi nghi ngờ. Tôi cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ rất nhiều về lời bố tôi nói, suy nghĩ đến thái độ của Dương sau khi tôi đề nghị kết hôn. Tôi biết là Dương thích tôi lâu rồi, chỉ là không nói ra thôi. Nhưng mà tôi không ngờ đến anh lại dùng mọi thủ đoạn ép nhà tôi đi đường cùng, gián tiếp làm bố tôi ngã bệnh chỉ để lấy tôi. Vì thế cho nên đến tận bây giờ tôi cứ hận thù chồng mình mãi. Đã có những lúc tôi ngồi trong bệnh viện, nắm chặt tay bố, vừa khóc vừa oán trách ông trời. Bố ơi, sao bố lại bắt con lấy người mà con không yêu? Con lấy chồng theo đúng ý bố rồi, sao bố vẫn không chịu tỉnh lại thế này? Bố dậy đi, dậy lấy lại công ty đi, dậy trả lại cho con sự tự do đi. Con không muốn nhà mình như thế này đâu bố ơi. Cả một đêm dài mộng mị, ngày hôm sau tỉnh dậy tôi thấy mình đã được bế lên giường, xung quanh vẫn cứ tối đen như mực. Tôi nhớ đêm qua rèm cửa sổ vẫn mở, nhưng mà bây giờ đã bị kéo lại. Mà rèm này vừa to vừa dày nên ánh sáng không lọt qua được. Ngủ dậy cũng chẳng biết ngày hay là đêm. Tôi uể oải bò dậy kéo rèm, xương cốt khắp người đau như bị ai dần cho một trận. Mở điện thoại lên đã thấy gần 10 giờ sáng. Bình thường nếu ở Mỹ, 10 giờ sáng là tôi đã dậy chạy bộ được mấy vòng rồi. Bây giờ đang ở trong bếp cắt cắt tỉa tỉa mấy loại rau củ, rồi chế biến ra các món ăn lạ. Cả đời tôi làm gì cũng chẳng nên hồn, chỉ có mỗi đam mê là nấu ăn thôi. Thế nên niềm vui duy nhất của tôi những tháng ngày bên Mỹ chính là nấu ăn. Nhưng mà hôm nay thì tôi không muốn nấu cái gì cả, không muốn gặp mặt chồng nên cứ nằm lì trên giường. Nằm từ sáng đến chiều, tới tận gần tối thì thấy Dương cầm hộp thuốc đi vào. Tôi không thèm nhìn, chồng tôi cũng chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ đặt hộp thuốc lên bàn rồi ngồi xuống giường cầm lấy tay tôi. Tôi không thích sự đụng chạm của anh nên cau có gả ra. Bỏ ra. Nằm yên. Tôi bảo anh bỏ ra. Dương không buông ra mà cũng chẳng thèm đáp. Anh lấy một ít cao nóng màu vàng bôi lên chỗ cổ tay tôi. Lúc này tôi mới để ý ở đó đã tím bầm thành mảng, vẫn hẳn lên mấy ngón tay hôm qua lúc chúng tôi vật lộn trên giường.
Nhìn thấy mấy vết bầm này, tôi lại nhớ đến việc chồng đã cưỡng ép tôi như thế nào. Giờ đụng vào tôi càng thêm khó chịu. Anh giả vờ như thế, tôi thấy buồn nôn lắm. Anh có gan giết người cơ mà. Mấy vết thương nhỏ này có là cái gì đâu mà anh cứ phải giả vờ chăm sóc tôi thế. Tôi giết người khi nào? Thế bố tôi là cái gì? Anh không giết người. Anh chỉ ép người khác vào con đường cùng thôi nhỉ? Thế thì khác gì giết người, còn hơn cả giết người. Ừ. Nếu như cô đã mất công lấy người nhà, ép vào đường cùng, thì cô cũng nên sống cho nó tử tế vào. Ít ra cũng sống mà trả thù. Nằm dài trên giường không ăn không uống như thế, con muỗi cũng chẳng giết nổi, còn gào lên cái gì. Anh... Ngồi dậy và xuống nhà ăn cơm. Tôi không ăn. Em cô sắp tốt nghiệp thạc sĩ rồi đấy, hình như cũng cần rất nhiều tiền. Lôi việc học hành của em tôi ra để đe dọa. Tôi dần run người, giơ tay gạt đổ hộp thuốc trên bàn rồi hầm hầm đứng dậy, nghiến răng và gằn lên từng chữ. Ăn thôi đúng không? Tôi ăn. Dương lạnh lùng liếc đống thuốc và bông băng vương vãi trên sàn nhà, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn tôi và nói đúng một từ. Tốt. Tôi cấm anh làm gì em tôi. Lúc tôi xuống nhà, ngồi giữa bàn ăn đầy ắp những ăn, món nào cũng thấy khó nuốt món đó. Nhai cơm mà cứ như bò nhai rơm ấy. Tôi ăn một mạch hết hai bát cơm đầy. Lúc đứng dậy định lấy cốc nước lọc uống cho đỡ khó chịu, thì có một người từ trong bếp chạy ra, cầm một ly nước cam đưa cho tôi. Chị ăn xong rồi đấy à? Cơm em nấu có ngon không? Ơ, Hoài à? Chị vẫn nhận ra em á. Em tưởng chị đi Mỹ mấy năm rồi về không nhận ra em nữa chứ. Em lớn quá, tí nữa thì chị nhận không ra luôn ấy. Sao tự nhiên lại ở đây? Anh Dương đón em lên đây. Em học xong cấp 3 rồi. Bố em định bảo cho em đi xuất khẩu lao động, nhưng anh Dương lại về quê, bảo em lên ở với chị, lên đây nấu nướng chơi với chị cho vui, tháng trả lương cho em. Hoài là em con nhà chú họ tôi ở quê, nó kém tôi có 6 tuổi thôi. Tôi năm nay 26, còn nó 20. Nhưng mà ở quê học 2 năm mới xong được một lớp, nên mãi đến tận bây giờ mới tốt nghiệp xong cấp 3. Đang không vui mà gặp được người nhà, tôi cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều. Tôi cười cười kéo tay con bé ngồi xuống ghế và hỏi han đủ chuyện. Thế bố mẹ có khỏe không? Giờ này bố làm gì? Có làm ruộng nữa không? Không, bố em bảo giờ già rồi, cho người ta thuê ruộng rồi lấy thóc thôi chứ không làm gì nữa cả. Thế thằng Long bây giờ làm cái gì? Cả con Oanh nữa. Anh Long thì đi xây, cái Oanh thì lấy chồng rồi nên ở nhà chăm con thôi. Em định đi Đài Loan, nhưng là may gặp anh Dương đấy. Thế anh Dương về quê để đón em lên à? Vâng, mới sáng sớm đã thấy anh Dương về rồi. Em bảo là định lên Hà Nội học tiếng Anh, thế anh Dương bảo thôi lên ở với chị. Một tháng anh sẽ trả em 10 triệu bằng tiền đi Đài Loan luôn. Thế em thích ở với chị hay em thích đi Đài Loan? Em thích ở với chị chứ. Sang bên nước ngoài đất khách quê người, đầy người chết mất xác ra, sợ lắm. Rồi, ở đây thì không phải ngại. Cơm nước nấu thì chị em mình cùng nấu. Vâng. Mà sao mắt chị sưng lên thế? Anh Dương bảo chị bị ốm à? Ờ, chị bị dị ứng thời tiết nên là mắt sưng. Thế chị uống nước cam đi rồi lên phòng nghỉ, em dọn cho. Em ở phòng nào? Em ở dưới này, phòng ngay sát bếp ấy. À, có Hoài đến thì vui, nhưng mà tôi sợ nó phát hiện ra quan hệ của vợ chồng tôi rồi nói với người nhà thì lại rách chuyện. May sao Dương lại sắp xếp cho nó ở dưới tầng 1, vợ chồng tôi ở tầng 2, không ngủ chung chắc là cũng không bị phát hiện đâu. Tôi thương em, nên là từ khi Hoài đến, việc nhà tôi toàn phụ giúp cho nó. Quần áo, giày dép, thậm chí là cả mỹ phẩm của tôi cũng chia cho nó dùng. Có mấy lần nó cứ bảo tôi là: "Eo ơi, chị sướng thật đấy. Lấy được anh Dương rõ đẹp trai nhà giàu mà lại còn chiều chị nữa. Số chị sinh ra đúng là sướng." Mày tao nói linh tinh. Sao mày lấy chồng còn tốt hơn, không phải lo. Em thấy chẳng có ai tốt hơn anh Dương cả. Chồng chị tốt như thế, chị phải thương anh ấy nhiều vào đấy. À mà hình như sáng nay anh Dương bị sốt. Em thấy uống cái nước sủi gì ấy, không biết có đúng là thuốc hạ sốt không? Thuốc ở trong cái vỏ bạc à? Vâng ạ.
Bình thường tôi với chồng không nói chuyện với nhau. Lúc ăn cơm có Hoài thì thỉnh thoảng xem thời sự, rồi bình luận vài ba câu thế thôi. Không quan tâm Dương làm gì, bình luận bận gì hay là ốm đau thế nào. Mặc dù sống với nhau bao nhiêu lâu nay, ít nhiều cũng có cảm giác quen thuộc, nhưng chuyện cũ cứ như một hố sâu giữa hai chúng tôi. Tôi không thể nào mà bước qua được. Thế nên dù trong tâm cũng có hơi lo lo cho chồng, nhưng mà tôi vẫn cứ gạt đi. Buổi tối tôi đứng ngoài cửa đắn đo mãi, đến tận gần 30 phút mới dám gõ cửa phòng chồng. Gõ được 2 tiếng thì anh vòng ra. Vào đi. Ở bên Mỹ tôi không vào phòng Dương bao giờ. Về Việt Nam thì đây là lần thứ 2 tôi bước vào phòng này. Lần đầu là lúc xem nhà. Anh cho tôi chọn phòng nên tôi vào đây xem xét. Mãi đến bây giờ gần 1 tháng về nước rồi, tôi mới đặt chân vào đây lần thứ 2. Dương đang gõ gì đó trên laptop. Thấy tôi anh có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không bất ngờ lắm, chỉ hỏi. Sao thế? Tôi định hỏi chuyện của cái Hoài. Sao tự nhiên anh gọi nó lên đây làm cái gì? Ở trong nhà này tôi không có quyền gì cả. Nhưng nó là em họ tôi. Anh muốn nó lên, anh cũng phải nói trước với tôi một tiếng chứ. Còn gì nữa? Thật ra tôi định vào hỏi anh xem có cho Hoài đi học được không. Sáng nay nó bảo với tôi là có trường đang tuyển kế toán hay tài chức. Chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông là nộp hồ sơ được. Tôi nghĩ dù sao con bé cũng không đi làm thuê, thế này mãi được. Phải có cái nghề rồi mai sau còn xin việc rồi lấy chồng. Thế nên mới muốn vào nói với Dương một tiếng, xem anh có đồng ý cho Hoài đi học được không. Nhưng mà không hiểu sao cứ đụng mặt là tôi toàn nói những lời khó nghe. Tôi hít sâu một hơi. Chỉ thế thôi. Nếu chỉ thế thôi thì sao ngay từ đầu không nói? Nửa tháng rồi bây giờ mới nói. Người ta nói dân kinh doanh nhảy bén hơn người bình thường rất nhiều. Tôi cũng thấy như thế. Chẳng nói đâu xa. Nếu để cho tôi chèo lái công ty của bố, chắc là đã phá sản lâu rồi. Nhưng mà giao vào tay của Dương thì mọi chuyện êm xuôi cả. Bố tôi nằm liệt ra đấy. Mấy năm trước nọ tiền lương nhân viên không trả được. Nội bộ loạn cào cào hết cả lên. Dương tiếp quản chưa đầy nửa tháng đã xử lý xong xuôi. Một người kinh doanh giỏi như thế, chắc chắn trước khi làm cái gì cũng đã tính đủ đường đi nước bước. Tôi chỉ là con kiến trong bàn tay của anh thôi. Tôi không so được với chồng nên quyết định nói thật. Tôi thấy trường kinh tế quốc dân đang mở lớp dạy kế toán tài chức. Hoài nó đang còn ít tuổi, lên đây làm giúp việc tôi thấy không hợp lắm. Nhưng thôi, anh đã đưa nó lên rồi thì thôi. Tôi muốn hỏi xem anh có cho nó đi học được không. Nó học chỉ buổi chiều thôi. Buổi chiều tôi sẽ tự nấu cơm được. Để nó cứ ở nhà làm giúp việc mãi cũng chẳng có tương lai gì cả. Dương có vẻ rất mệt mỏi. Anh ngừng tay gõ chữ rồi ngẩng lên nhìn tôi. Im lặng một lúc anh mới nói. Tùy cô. Thế để tôi bảo với nó. Còn một việc. Anh nói đi. Mai dậy sớm về bên nhà tôi. Tôi không về. Anh cứ bảo tôi ốm là được. Mai giấu mẹ tôi mà. Tôi quen Dương từ nhỏ. Biết mẹ anh mất sớm. Bố lấy vợ. Nhà giàu hơn nhà tôi nhiều nhưng phức tạp cũng không kém. 4 năm lấy nhau vợ chồng tôi toàn ở Mỹ. Mỗi lần giấu mẹ chồng cũng chỉ có mình anh về, chứ tôi không về. Năm nay dù sao cũng về Việt Nam rồi. Tôi nghĩ dẫu sao mình cũng nên sang bên nhà chồng thắp cho mẹ chồng một nén hương cho phải đạo. Thế nên tôi gật đầu. Thế cũng được. Nói xong tôi định ra khỏi phòng thì tự nhiên lại vô tình nhìn thấy 2 cốc nước để trên bàn làm việc của anh. Một cốc là cà phê đen đặc quánh, một cốc là nước lọc, nhưng màu hơi đục. Nhìn giống như là bỏ thuốc sủi hạ sốt vào. Đang sốt mà còn uống lẫn cả cà phê với thuốc hạ sốt. Chắc chồng tôi muốn chết. Nhưng mà Dương có chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Thế nên tôi vẫn xoay người và đi ra khỏi phòng. Lúc sau xuống nhà, tôi cứ nghĩ mãi. Tôi sợ anh cha chết đi rồi mà bố tôi vẫn chưa tỉnh lại. Không ai quản lý công ty cho nhà mình. Với cả còn chi phí thuốc men cho bố tôi, chi phí học hành cho em tôi nữa. Thế nên tôi lại vào bếp nấu một nồi cháo trắng, bỏ thêm một ít hành hoa và tía tô vào để giải cảm rồi đưa cho Hoài mang lên. Mày mang cái này lên cho anh Dương, bảo anh ăn đi cho nó đỡ sốt. Nhưng mà đừng nói là chị nấu đấy nhá. Sao lại thế? Cái này là chị nấu mà. Anh ấy hay chê đồ chị nấu lắm. Mày cứ nói là mày nấu, anh ấy mới không chê. Lại còn như thế nữa. Thôi mang đi, không có mong nguội mất đấy. Vâng. Dặn dò Hoài xong tôi về phòng đi ngủ luôn.
Ngày hôm sau hẹn đồng hồ dậy từ 7 giờ để sửa soạn đồ đạc sang nhà chồng. Lúc xuống nhà thì đã thấy Dương ngồi sẵn ở phòng khách chờ rồi. Hoài thì đang cầm cốc sữa nóng đưa cho chồng tôi. Ơ, sao hôm nay chị dậy sớm thế? Hôm nay anh chị ra ngoài có việc, tí nữa mày đi nộp hồ sơ đi nhé. Vâng, ban nãy anh Dương cũng đã mua cho em một bộ hồ sơ rồi. Tí em đi chụp ảnh rồi đến viện xin giấy khám sức khỏe. À mà chiều em về quê xin công chứng nữa. Chắc mấy ngày nữa mới đủ hết giấy tờ, xong việc em sẽ lên ạ. Em nghỉ mấy hôm chị nhé. Ừ, cứ về đi, còn thiếu gì thì cứ bảo chị. Vâng, chị có ăn gì không em nấu cho à? Không, chị đi bây giờ. Vâng. Trên đường đến nhà chồng, tôi định bảo Dương dừng lại siêu thị hoa quả sạch nào đó để mua đồ thắp hương cho mẹ chồng. Nhưng cứ ngần ngừ không muốn nói. Mãi sau tự nhiên lại thấy anh đã rẽ vào một quầy hoa ven đường. Dương tháo dây an toàn rồi quay sang bảo tôi. Đợi một tí, mua một ít hoa. Quầy hoa này bé bé, vừa ẩm ướt vừa cũ kỹ. Nói chung so với mấy hàng hoa cao cấp thì không so được. Tôi không nghĩ nhiều người, nhiều tiền như anh lại mua hoa thắp hương cho mẹ ở chỗ này. Tò mò nên cứ ngoảnh đầu nhìn bóng lưng Dương qua cửa kính xe. Tôi thấy anh đứng cao mày nhìn mấy bó hoa màu hồng màu trắng đựng trong thùng nhựa. Chọn một bông, hai bông, ba bông. Đến bông thứ tư thì tôi hết chịu nổi. Mở cửa bước xuống xe rồi tự tay nhặt lấy mấy bông hoa đẹp nhất trong thùng. Tôi sợ anh ta nghĩ mình tốt bụng, đột xuất nên tiện mồm và bảo. Ôi trời ơi, anh đứng chọn như thế có mà đến ngày mai mới xong. Đã mất tiền mua thì tốt nhất là đừng có chọn bông xấu. Nhưng mà tôi không biết chọn. Không biết chọn thì đứng tránh sang một bên để tôi chọn xem nào. Tôi vừa nói về nhặt hoa, giơ lên ngắm trái ngắm phải. Thấy ưng mới cầm sang một tay. Nhớ lại cách đây mấy năm, Valentine lúc ấy Vĩ cũng mua cho tôi một bó hoa hồng bạch giống như thế này. Cánh hoa khi ấy theo anh đi mưa, dập tơi tả. Mang đến tặng tôi thì nhìn không ra hình thù gì nữa. Nhưng tôi vẫn trân trọng mãi, không nỡ cắm mà treo lên cho héo để trở thành hoa khô. Hoa hồng trắng phải chọn bông nở vừa phải. Cánh hoa đi gió không dập mà vẫn phải tươi. Chọn hoa nở bung bát nhanh, đến chiều là tàn. Nói xong câu này tôi mới nhận ra mình buồn miệng. Tự nhiên không biết sao lại giảng giải lắm điều với Dương làm gì. Tôi ngượng ngập im bặt. Lướt sang nhìn thì thấy đôi mắt của chồng cong cong, giống như đang khẽ cười. Dương cầm lấy chỗ hoa trên tay tôi, bảo chủ cửa hàng gói lại rồi thanh toán tiền. Sau đó lái xe đưa tôi ra nghĩa trang Hợp Thiên. May sao lúc đi đến đó cũng có siêu thị, nên tôi cũng mua được một ít hoa quả sạch. Khi đặt lên ngôi mộ đã phai màu thời gian của mẹ chồng, màu đỏ của táo cùng với màu trắng của hoa hồng bạch cứ làm tôi thấy lòng bồn chồn mãi không thôi. Chồng tôi đứng trước mộ mẹ im lặng rất lâu. Mãi sau khi hương sắp tàn mới nói với tôi. Mẹ tôi thích hoa hồng bạch ở cái quán hoa kia kìa. Tôi ghét chồng, hận anh ta vì đã hại cả nhà tôi đến mức này. Nhưng việc anh ta làm chẳng liên quan gì đến mẹ anh ta cả. Thêm nữa, dù sao kẻ không có mẹ cũng đáng thương. Thế nên hôm đó tôi không nói bất kỳ lời cay nghiệt nào và chỉ gật đầu. Ừ, tôi cũng thấy hồng trắng đẹp hơn hồng đỏ đấy. Đi thôi, muộn rồi. Rời nghĩa trang, chúng tôi về lại nhà chồng ở bên Hoàng Mai. Nhà Dương rất giàu. Biệt thự xây bề thế nổi bật hơn so với tất cả những người nhà xung quanh. Vì nhà anh to như thế, nên ngày tôi cưới, bạn bè tôi nhìn thấy cứ xít xoa mãi. Bảo tôi đúng là xấu hưởng, đã lấy được chồng đẹp trai lại còn giàu có. Chẳng một ai biết, để có được cuộc hôn nhân không tình yêu đó, tôi đã phải đánh đổi những cái gì. Hai vợ chồng tôi vừa lái xe vào đến sân, thì mẹ kế đã niềm nở chạy ra đón. Dì Tâm thấy tôi từ xa thì đã cười. Hai đứa sang đi à? Vào đi. Bố mới thắp hương xong, chờ hai đứa nãy giờ đấy. Vâng, con chào dì ạ. Dì cái gì mà dì? Chào mẹ. Giờ lấy thằng Dương rồi thì gọi mẹ đi chứ. Mà lâu lắm rồi con mới về Việt Nam đấy nhỉ? Đã quen giờ giấc chưa? Dạ, con cũng đã quen rồi ạ. Ừ, vào nhà đi. Cơm nước xong xuôi hết rồi, vào ăn thôi. Phòng ăn của nhà chồng đã rộng bằng cả phòng khách cũ của nhà tôi. Đến cả mâm cơm cũng toàn là đồ cao cấp. Tôi thích tự do quen rồi. Lấy chồng giàu rồi, lễ nghĩa đủ thứ, tôi không thích nổi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại.
hiếm hoi lắm mới về nhà chồng, nên tôi dù ghét vẫn phải tỏ ra như không có gì. Chỉ là trong bữa cơm, dì Tâm cứ cố ý hỏi tôi: "Thế hai đứa định kế hoạch đến bao giờ?" "Bố sẽ sốt ruột lắm đấy. Đẻ sớm đi cho bố còn bế cháu nội chứ." Bố chồng tôi cũng gật đầu: "Lớn tuổi rồi, đã quyết lấy nhau bằng được thì cũng nên sinh con đẻ cái. Người lớn không thể nào mà chờ mãi được." Tôi liếc sang nhìn chồng, thấy thái độ của Dương có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không thể hiện rõ, chỉ bảo: "Công việc chưa ổn định, con chưa muốn có con sớm." "Có gì mà chưa ổn định? Anh lo mà công ty chưa chán à? Ôm đồm cả hai công ty thì bao giờ mới ổn định được? Một năm bù lỗ bao nhiêu tiền vào?" Bố chồng tôi chưa nói hết câu, chồng tôi đã ngắt lời: "Việc kinh doanh của con tự biết nên làm thế nào. Bố vào ăn cơm đi." Mẹ kế nghe xong cũng ngọt nhạt và khuyên: "Kìa hai bố con, hôm nay là ngày giỗ của mẹ thằng Dương, cả nhà phải vui vẻ ăn cơm chứ. Dương nó lớn rồi, nó tự biết kinh doanh thế nào, anh đừng có lo." "Không lo. Làm sao giao cả một đống cổ phần công ty cho nó rồi cũng đem đi bù lỗ hết. Bà bảo tôi không lo kiểu gì?" "Thì nó đã đem đi bù lỗ đâu nào. Anh vẫn giữ cổ phần cơ mà. Đã đưa cho con đâu. Với cả Dương làm ăn giỏi như thế, làm sao mà lỗ được?" Tôi không hiểu rõ về quan hệ hai bố con chồng tôi lắm, nhưng lần nào gặp cũng thấy họ như nước với lửa. Bố chồng tôi chỉ có một người con trai, lấy gì Tâm bao nhiêu năm cũng không sinh thêm được người nào. Giờ sản nghiệp gia đình cũng không xác định giao cho chồng tôi cả. Thế vợ chồng tôi mãi chưa có con, ông sốt ruột rồi cũng đúng thôi. Tôi thông cảm cho bố chồng, nhưng trong tâm chưa từng nghĩ mình sẽ có con với Dương. Dù anh ta có bức ép tôi quan hệ, ép tôi có thai, tôi cũng không sinh ra đứa trẻ đó. Tôi không thể sinh con cho người hại cả nhà tôi được. Thế nên dù bữa ăn hôm ấy với anh, với bố có căng thẳng như vậy, tôi cũng vẫn im lặng và không nói gì. Ăn xong, hai vợ chồng tôi không ở lại chơi mà về thẳng nhà luôn. Trên đường về, tôi thấy Dương nghe điện thoại của cấp dưới, đại loại dặn dò nhân viên sửa sang lại nội thất các phòng làm việc, để anh chuẩn bị thay đổi lại bộ mặt công ty. Mấy năm trước ở bên Mỹ, công ty xuất khẩu hoa quả của Dương còn nhỏ. Với cả cũng vướng chuyện bố tôi nằm điều trị bên ấy, nên hầu như vợ chồng tôi ở luôn bên đó. Thỉnh thoảng chỉ có Dương bay đi bay về để giải quyết công việc của công ty của bố thôi. Cách đây một tháng, công ty hoa quả Mỹ của chồng tôi đã bán rồi. Dương bảo với tôi đưa bố về Việt Nam. Vợ chồng tôi cũng về ở luôn. Ngoài ra không nói về đây sẽ kinh doanh hay làm cái gì. Giờ nghe được cuộc điện thoại này mới biết, hóa ra anh ta gom tiền gây dựng lại công ty của bố tôi. Trong lòng anh ta muốn lấy hẳn công ty hay là thật sự muốn giúp tôi không biết nữa. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra cái đêm mấy ngày mới nghe nói lô đất ở chỗ trụ sở công ty của bố tôi bây giờ có đường mới chạy qua. Đất đột ngột tăng giá lên gấp 20 lần so với ngày trước. Với cả thị trường may mặc đang ảm đạm mấy năm nay, từ tháng 12 năm ngoái đột nhiên lại dậm dịch và sôi động trở lại. Chồng tôi là dân kinh doanh, chắc chắn sẽ nhận ra được điều đó. Biết là nếu đầu tư vào công ty của bố tôi bây giờ, tỷ lệ thành công sẽ là cao chứ không phải là thấp. Nghĩ đến đây tôi chậm chạp và nói: "Anh đang sửa lại công ty đấy à?" "Ừ, mấy hôm rồi mới cho sơn lại, cải tạo mấy chỗ trường xuống cấp với cả thay nội thất." "Chỗ nhà máy may thì sao?" Anh quay đầu lại nhìn tôi. Bình thường chuyện kinh doanh tôi không hay hỏi, nhưng chắc hôm nay tự nhiên hỏi sâu thế nên Dương nghi ngờ. Trong lòng tôi bắt đầu chột dạ, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra bình thường. Lát sau tự nhiên nghe tiếng chồng nói: "Sửa lại hết rồi và thay thiết bị mới. Tôi muốn đến công ty làm có được không?" "Sao tự nhiên lại muốn như thế?" "Anh giam tôi ở nhà 4 năm nay chưa chán à? Anh định giam tôi thêm bao nhiêu lâu nữa? Anh không định cho tôi ra ngoài tiếp xúc với người khác cho giống người bình thường được à?" Trong thoáng chốc, tôi thấy sắc mặt Dương trầm xuống. Tôi cứ tưởng là anh sẽ sửng cổ lên như thế, thì càng chọc tức chồng. Anh ta sẽ không cho tôi đi. Thế nhưng cuối cùng Dương lại nói: "Cô thích làm gì thì làm." "Thế tôi đến làm ở bộ phận nào? Tôi có bằng đại học luật." "Cô muốn làm bộ phận gì?" "Cố vấn luật." "Tùy cô."
Sau đó chúng tôi không ai nói gì nữa, cho đến khi về nhà lại mỗi người một phòng, nên không giao tiếp với nhau. Kỳ thực, tôi muốn làm cố vấn luật là vì muốn có vị trí tốt để quan sát công ty. Thêm nữa, nếu anh ta muốn chuyển hết cổ phần sang công ty gia đình của tôi, thì tôi cũng có thể biết được. Chỉ là tôi không hiểu sao Dương lại dễ dàng đồng ý cho tôi làm vị trí đó. Chẳng lẽ anh ta không sợ tôi lật lọng, đâm một nhát vào sau lưng anh ta à? Dù sao sau bao nhiêu vốn liếng bán công ty hoa quả ở Mỹ, cũng đã đầu tư rất nhiều vào công ty của bố tôi rồi. Thay hàng loạt máy móc dây chuyền trong xưởng sản xuất lấn sửa lại trụ sở công ty, thì tiền đốt vào đấy cũng quá lớn chứ không ít đâu. Mấy hôm sau, cái Hoài vừa từ quê lên, tôi đã lôi nó đi mua quần áo. Nó chưa biết cái mô tê gì đã bị kéo hết xốp này đến xốp khác. Cuối cùng phải bảo tôi: sao tự nhiên chị để đi mua quần áo thế? Tủ của chị có cả một đống đấy, toàn chưa xé mác mà. Sao không lấy mặc mà lại đi mua? Sang tuần chị phải đi làm rồi, phải đi mua một ít quần áo công sở mặc chứ. Ở nhà toàn váy vóc mà. Chị đi làm á? Chị làm ở đâu à? Sao giờ mới nói với em? Làm ở công ty cũ, chị đi thử việc ấy mà. Ở nhà đầy váy lịch sự, đi làm được. Với cả làm ở công ty ở nhà chị chứ đâu phải là công ty nào đâu mà phải mua quần áo công sở. Mày đúng là chỉ giỏi làm bèm thế. Thích gì thì chọn đi, sắp làm sinh viên rồi còn gì. Mua nhiều áo sơ mi vào mà mặc đi học. Vâng. Tôi dắt Hoài chọn toàn đồ lịch sự để đi học. Tôi cũng chọn cho mình mấy bộ quần áo công sở kín đáo để mấy hôm nữa đi làm. Thật ra ở nhà tôi đồ này cũng có áo đủ rồi, toàn đồ mới và chưa xé mác cả. Nhưng mà là Dương bảo nhân viên mua rồi mang đến cho tôi, nên tôi không mặc. Tôi không thích dùng đồ của chồng, tôi muốn tự dùng tiền của mình để mua. Tôi sờ đến một cái áo sơ mi rất đẹp, hồ hởi và bảo Hoài: Hoài ơi, em thử cái áo này xem có được không? Cái sọc này á hả chị? Ừ, lại đây chị ướm thử vào xem nào. Vâng ạ. Đang loay hoay ướm thử áo vào cho con bé thì đột nhiên vang người vào phía sau. Tôi quay lại, chưa kịp nhìn xem ai đã rối rít và bảo: ôi xin lỗi ạ. Không sao đâu. Vẫn là cái giọng nói quen thuộc đấy. Tôi nghe xong giật mình ngẩng đầu lên nhìn, thấy Vĩ đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Khoảng cách của chúng tôi gần đến nỗi tôi còn ngửi thấy được mùi da trên áo đen của anh. Giữa lúc tôi đang đần người ra thì Vĩ cười, anh bảo: em đến đây mua đồ à? Nghe xong tôi mới nhận ra nãy giờ mình tròn xoay mắt nhìn người ta. Ngại quá nên hái má nóng bừng, ấp úng và bảo: vâng, đi mua một ít đồ. Mua được nhiều chưa em? Tôi quay đầu nhìn Hoài vắt một đống đồ trên tay đang lang thang ở dãy quần áo phía trong. Ngừng một lúc rồi tôi mới nói: cũng bình thường thôi ạ. Anh đi mua đồ à? Vâng. Hình như dạo này em gầy đi nhiều đấy. So với ngày trước thì đúng là tôi có sút đi vài cân. Với cả bây giờ không còn là tuổi trẻ nhiều nhiệt huyết như năm xưa nữa, nên trong mắt anh có lẽ nhìn tôi sẽ cũ kỹ. Tôi gượng gạo và cười: em giảm cân, giờ đang là mốt gầy mà anh. Giảm cân thì mặc quần áo mới đẹp. Không cần giảm, bình thường em đã xinh rồi. Giảm cân rồi lại ốm ra đấy. Em vẫn được hơn 45 cân mà, em không ốm đâu. Mà anh chọn đồ đi, em đi tìm bé em của em đây. Để nó đi đâu nó lạc mất. Tình yêu năm xưa đến bây giờ đã trở thành quá khứ. Mỗi người có một cuộc sống riêng đã 4 năm rồi, có lẽ không thể nào quay đầu lại nữa. Mặc dù trong lòng tôi vẫn chưa quên, nhưng tôi không thể đứng trước mặt Vĩ nói chuyện bình thường như lúc xưa được. Thế nên tôi mới tìm cách dừng cuộc nói chuyện lại tại đó. Ai ngờ lúc tôi vừa mới quay đi, đột nhiên lại tóm lấy cổ tay tôi. Không nói gì hết, chỉ nắm lấy tay tôi thôi. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay mình. Ở đó da thịt bắt đầu trở nên bong chóc. Vĩ thấy tôi nhìn chằm chằm như thế chắc cũng ngại nên vội vàng buông ra. Tôi rút tay về rồi nói: có chuyện gì à? Mấy năm vừa rồi em sống thế nào? Em sống tốt lắm. Chồng tốt và bố mẹ chồng em cũng tốt. Ừ. Nếu mà không còn gì nữa thì em đi trước đây. Ngoài mặt tôi tỏ ra bình thường là thế, nhưng mà từ đó cho đến khi về nhà, tâm trạng tôi không ổn một tí nào. Tôi làm gì quên ấy. Vừa nói xong cũng không nhớ nổi mình nói gì.
Cứ nghĩ đến cuộc gặp gỡ giữa tôi và Vĩ ngày hôm nay, nghĩ đến nét mặt trầm xuống của anh khi tôi nói tôi sống tốt lắm, lòng tôi lại buồn và không yên. 9 giờ tối tôi nằm co ro trên giường, đang định tắt điện đi ngủ thì tự nhiên lại thấy Dương bước vào phòng. Tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào mặt chồng nên cũng không ngẩng đầu lên. Lúc sau lại thấy Dương đặt một sấp tài liệu trên giường bên cạnh tôi. Nhìn thoáng qua mấy chữ ngoài bìa ghi tài liệu, tôi cau mày và hỏi: "Gì vậy?" "Tài liệu công ty. Làm cố vấn pháp luật thì cũng nên đọc qua một lượt. Hiểu về công ty thì mới làm được." "Tôi biết rồi. Ngày mai mà em đi làm thì cứ lên thẳng tầng 5, phòng bên trái phòng tôi nhé." "Tôi không làm việc ở cạnh phòng anh, đổi chỗ khác đi." "Hết chỗ rồi." "Anh đừng tưởng tôi chưa đến công ty của bố tôi bao giờ. Văn phòng to như thế làm gì có chuyện nào mà hết chỗ được." "Tôi không muốn ở cạnh phòng anh. Với cả anh cũng không cần giám sát tôi. Tôi không ngu đến nỗi tự hại công ty của bố mình." Ánh mắt của Dương bất chợt tái lại. Tôi không hơi đâu mà quan sát kỹ vẻ mặt chồng nên cũng mặc kệ. Ở nhà sống cùng nhau đã mệt mỏi lắm rồi, đến công ty mà anh ta còn kè kè giám sát tôi nữa, tôi chịu không nổi. Một lúc lâu sau chồng tôi nói: "Cố vấn pháp luật là cô chọn. Theo cô thì cố vấn pháp luật nên ngồi đâu? Không nhất thiết phải ở ngay sát vách phòng anh." "Tốt. Thế cô chọn được chỗ nào hợp lý hơn thì ngồi." Nói xong, Dương không đợi tôi trả lời ngay mà quay người đi thẳng ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Tôi chờ cho tiếng bước chân của chồng ngoài hành lang yên lắng hẳn mới chậm chạp cầm tài liệu lên rồi dở ra đọc. Bên trong không những có lịch sử phát triển và thành phần các cổ đông trong công ty mà còn cả một bản sao báo cáo tình hình tài chính của công ty bố tôi. Những thứ này từ nhỏ đến bây giờ tôi chưa từng quan tâm. Tôi được bố mẹ bao bọc cho đến khi lấy chồng. Sau này Dương quản lý toàn bộ nên tôi cũng không sợ đến. Nói cách khác, tôi chẳng biết gì về kinh doanh cả. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc mình nên học rồi. Học để vực dậy và lấy lại công ty của bố tôi. Tôi lật dở đọc kỹ từng trang. Thế trong đó mình có 5% cổ phần, chồng tôi 28%, bố tôi 15% và em gái tôi 5%. Còn lại là của các cổ đông khác. Trước bố tôi có 37%, giờ sang nhường cho con rể tận 28% rồi. Giờ bố còn có 9% thôi. Số cổ phần của Dương rất lớn nên không được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành. Giờ không biết chồng tôi liệu sẽ giúp gia đình tôi vực dậy công ty hay là đình cấp công ty của nhà tôi đây. Tôi suy nghĩ về các khả năng có thể xảy ra rất lâu, sau đó thì ngủ quên lúc nào không biết. Sáng hôm sau tôi dậy sớm xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Vừa mới đeo bao tay vào thì Tĩnh Hoài từ phòng ngủ đi ra, nó bảo: "Ơ, sao mà chị dậy sớm thế? Để em nấu cho." "Thôi để chị nấu. Hôm nay đã đến nhập trường chưa?" "Dạ chưa, thứ năm cơ." "Hôm nay chị đi làm đi à?" "Ừ, hôm nay đi làm nên dậy sớm để làm đồ ăn sáng." "Chị muốn ăn gì để em nấu cho à?" "Chị định hầm xương nấu miến. Mày rửa miến đi, chị sẽ hầm xương." "Vâng." "Ơ mà bình thường chị không thích ăn miến cơ mà." "Thế anh Dương thích ăn miến hầm xương hả chị?" "Anh ấy thích ăn." "Vâng, thế để em đi rửa." Lúc nấu nướng, Hòa đứng bên cạnh chăm chú nhìn tôi. Nó cứ cười rồi suýt xoa mãi, bảo tôi nấu nướng tỉ mỉ thế này chẳng chết ngon hơn nó nấu bao nhiêu. Chồng tôi cũng mới thích ăn. Tôi không nói gì, chỉ cười. Lúc sau dọn đồ ăn ra thì Dương cũng vừa từ trên tầng đi xuống. Bình thường mỗi buổi sáng xong chồng tôi sẽ đi tập gym trong phòng gym ở tầng 3, xong xuôi tắm rửa rồi mới xuống nhà. Lúc ngồi vào bàn ăn, tóc của anh vẫn còn hơi ô nước. Trong bữa ăn cả thường chỉ có Hoài và tôi nói chuyện. Tính chồng tôi bình thường ít nói, mà tôi cũng không thích nói chuyện với anh ta, nên cũng không hiếm khi đả động gì đến chồng. Thế mà hôm nay lúc gần ăn xong, tự nhiên Dương lại bảo tôi: "Tí nữa đi cùng đến công ty luôn đi." "Thôi tí nữa tôi..." Suýt nữa thì định xưng tôi anh trước mặt Hoài. May sao tôi dừng lại kịp và vội vàng sửa miệng: "À, em còn có một ít việc, bắt taxi đi cho tiện." "Ừ." Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện tâm lý xã hội rất mới của tác giả nữ Phạm Kiều Trang có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng. Và để theo dõi được tiếp tục tập 2 của bộ truyện này sẽ được phát sóng trên kênh Chị Dậu vào khung giờ này ngày mai. Thì quý vị đừng quên là sau khi nghe xong tập hôm nay hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để theo dõi được sớm nhất nhé.
Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại những số phát sóng tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi.